Hi, xin chào tất cả mọi người. Lại là Ngọc nữa đây. Thực sự thì đây là một trong những cái thời điểm cuối năm, có thể là mọi người đang rất là tất bật cũng như là hối hả với những cái công việc, nhưng mà cũng có những cái dịp lễ hội, những cái dịp Tết giống như là mùa Giáng sinh, ngày đầu năm mới cũng như là Tết ta chuẩn bị tới, thì có lẽ là hiểu được những cái vấn đề đó của khách hàng. Thì hiện tại công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HDCC đã đưa ra những cái gói vay rất là ưu đãi, rất là phù hợp, và phù hợp với cái nhu cầu, đặc biệt là những cái nhu cầu mua sắm cuối năm, kể cả việc là vay tiêu dùng, mua xe trả góp hay là mua các cái sản phẩm điện thoại, điện máy, tất cả mọi thứ. Thì hiện tại công ty HD hỗ trợ rất là nhiều luôn, và đặc biệt là chương trình vay tiền mặt qua app luôn nha mọi người, qua ứng dụng của HD Saison. Và ứng dụng này là một trong những cái ứng dụng chính thống từ công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD Saison luôn, nên mọi người cứ yên tâm, đây là ứng dụng không hề lừa đảo, cũng không phải là những cái ứng dụng như những cái ứng dụng vay tiền app qua trên mạng nhưng mà mọi người thường thấy. Thì cái ứng dụng này là ứng dụng chính thống và được đảm bảo rất là an toàn, là mọi người cứ yên tâm. Và hôm nay Ngọc sẽ làm một cái clip rất là đơn giản để hướng dẫn mọi người vay tiền qua trên cái ứng dụng này nha. Đây là ứng dụng của HD Saison nè, mọi người có thể tải từ App Store hoặc là CH Play. Sau khi mà tải về thì mình nhấn vào đây, mọi người đừng có đăng nhập nha, mọi người nhấn khám phá ngay đây. Rồi nó sẽ có những cái gói vay này, vay ưu đãi này, vay cùng HD Saison này, vay tối ưu này. Ngọc sẽ giới thiệu qua một số gói vay cho lẹ nha mọi người. Vay tối ưu thì mọi người cần căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, bảo hiểm xã hội công ty đóng, mà bảo hiểm xã hội này là bên HD sẽ tự tra ra luôn, nếu mọi người nhập vào số chứng minh nó sẽ tự tra. Đây, vay tiện lợi thì bảo hiểm y tế mà cũng công ty cấp nha. Vay linh hoạt thì hóa đơn điện hoặc là hóa đơn nước trùng với địa chỉ trên căn cước công dân thì mình vay được 12 triệu luôn. Vay dễ dàng thì mọi người chỉ cần căn cước công dân và chứng minh, hoặc là bằng lái xe hoặc là cà vẹt xe vô. Đó. Rồi. Rồi Ngọc sẽ hướng dẫn thử luôn nha. Mình sẽ chọn gói vay dễ dàng để mình thử đi. Cái này thì chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái xe hoặc là chứng minh nhân dân với cà vẹt xe là được đó mọi người. Đó, mình chọn cái gói vay nè, thời hạn vay nè, đó mình kéo lên kéo xuống. Đó, mình kéo lên kéo xuống đó, ví dụ vậy đó. Rồi, đó. Xong mình nhấn tiếp tục. Rồi. Đây, thông tin định danh là mình sẽ gửi chứng minh nhân dân mình chụp qua, rồi thông tin liên hệ và thu nhập, tất cả mọi thứ. Ở trong này nó sẽ có cái mã giới thiệu. Thì lúc đó Ngọc sẽ đưa cái mã giới thiệu cho mọi người. Cái mã giới thiệu này thì mọi người có thể inbox vào trong cái Facebook của Ngọc, Ngọc có để ở trên cái trang cá nhân của TikTok á, mọi người nhắn tin vào trong đó thì Ngọc sẽ gửi. Và cái mã khi mà mình nhập được cái mã giới thiệu này thì thứ nhất là Ngọc có thể theo dõi được những cái hồ sơ của những cái bạn đang lên và kiểm tra được cái lý do từ chối những cái bộ hồ sơ, và hy vọng là mọi người sẽ vay được với những cái khoản vay phù hợp với những cái nhu cầu của cá nhân. Và chúc mọi người sẽ có một năm mới thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người.